Ấn Độ và Mỹ đã chính thức khởi động tiến trình thảo luận về việc hợp tác đưa phi hành gia Ấn Độ lên trạm vũ trụ quốc tế ISS vào năm 2024. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ vừa phóng thành công tàu vũ trụ lên mặt trăng và là quốc gia đầu tiên đổ bộ thành công xuống cực nam của mặt trăng theo truyền thông hai bên tiến trình thảo luận đã được bắt đầu giữa tổ chức nghiên cứu vũ trụ ấn độ isro và cơ quan hàng không vũ trụ mỹ nasa nhằm xây dựng năng lực tổ chức đào tạo và thực thi các phương thức khác để đưa phi hành gia ấn độ lên iss Hiện tiến trình đàm phán mới chỉ ở giai đoạn đầu nhằm thiết lập khuôn khổ chiến lược hợp tác về đưa con người lên vũ trụ. Lãnh đạo hai nước muốn khuôn khổ chiến lược này sẽ được hoàn thiện vào cuối năm nay để có thể đưa phi hành gia Ấn Độ lên ISS vào năm sau, một cuộc mốc quan trọng trong tham vọng khám phá không gian. Ngoài ra, hai nước cũng đang mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực viễn thông, theo dõi các tiểu hành tinh, công nghệ lượng tử và giáo dục.